Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Hoàng Tuấn ở huyện Trà Gào, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Hoàng Tuấn có về một số phôi mai ha, hoành to, tăng lắc lượng duyên dáng nè, đấy đẹp luôn, tay cành đều. Thì quý vị xem ủng hộ cho anh Hoàng Tuấn ha, rất đẹp luôn nè. Rồi chào anh. Chào anh Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Anh em có về lô mai phôi cô chú anh chị. Văn Long ha. Hình thức của em là vẫn ship, bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại em là 033 279 3171, cũng là số Zalo của em ha. Em mới Hòa Định, Trà Gạo, Tiền Giang ha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị có chút lô thì alo em ha, có giá sỉ cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi em vào cây số 1 ha. Số 1 lắc lượng, hoành to ha, đấy đẹp rồi. Rồi chiều cao luôn anh. Cao là 66 ha. Hoành ngay đây là 24 có hơn ha. Rồi, mấy cái rễ này ấy em xử lý rồi nha cô chú anh chị, không sao hết ha. Cây này đang lên xù nha, bể xù ha. Đây luôn, rất là nhiều ha. Cây lên xù rất mạnh nha cô chú anh chị. Đó, nu luôn nè. Rồi mã số 1 giao lưu giá là 2,5 triệu ha. Số 1 2,5 triệu, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Ship toàn quốc luôn. Đây, số 2. Số 2 ha. Chiều cao là 70. Rồi. Cái này chỉ cành rất là đều, đẹp luôn ha. Hoành là 26 đúng ha. Rồi. Cái này là ok luôn cô chú anh chị. Cắt hay là ghép hay là để vậy là mình chơi cũng được ha. Cái này là đế thú luôn ha. Đây, có chân trước luôn. Chú vậy. Sao có cái đuôi luôn, hai bên luôn ha, cái rất đẹp nha. Rồi cây mã số 2 này em giao lưu giá là 2,7 triệu ha. 2,7 triệu, hoành khá to ha. Cây mã số 3. Số 3 lắc lượng, tay cành đều. Cây này là đế nôm vip luôn nha cô chú anh chị. Cao là 66 ha, thân dặn luôn ha. Hoành là 20 đúng ha. Bộ đế sổ của nó nôm rất là đều, đẹp ha. Cái này bộ đế là vip. Cái số 3 này em giao lưu giá là 2,0 triệu ha. Rồi 2,0 triệu ha, có bao ship luôn, toàn quốc ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Cái số 4. Số 4 lắc lượng luôn, tay cành đều. Cao là 70. Hoành em nói là 18 ha. Rồi. Để đây của chú anh chị, nôm đều hết ha. Cây mã số 4 này em giao lưu giá 1,3 triệu ha. Triệu 3, bao ship toàn quốc luôn. Mã số 5. Số 5 lắc lượng duyên dáng này, cây cành đều luôn, to lực. Cây này đế quái nha cô chú anh chị. Cao 75 ha. Hoành là 21 có hơn ha. Đây, bộ đế của nó nè, có chừng chịu trước luôn ha cô chú anh chị, đây luôn. Trong đây cũng có đó ha. Cái này tay cành rất là đều ha. Rồi cây mã số 5 này em giao lưu giá 1,7 triệu luôn ha. 1,7 triệu luôn, bao ship toàn quốc luôn. Mã số 6 ha. Số 6 cái này da sần sùi ha, giống bể xù quá. Cao là 68 ha. Cái này rất đẹp luôn, hoành 23 luôn. Nôm đẹp, cổ nở nè. Dạ sần sùi luôn ha. Để đều tứ diện luôn, nu luôn ha. Sần hết rồi nè. Cây này rất lực nha cô chú anh chị, già cây rồi nha. Cây mã số 6 này em giao lưu giá là 2,0 triệu luôn ha. 2,0 triệu ha. Hoành to, bao ship toàn quốc luôn. Mã số 7. Số 7 cao là 55. Cây này anh chị chơi dán bài, dán đổ gì cũng được ha. Ghép 1-2 bo vô là hoành 23 có hơn. Cây này đóng chừng 3 bo thôi là chơi bonsai rất đẹp ha. Để của nó nè. Cây mã số 7 này em vô lưu giá 1,5 triệu ha. 1,5 triệu ha. Bao ship toàn quốc. Cũng bao ship toàn quốc. Mã số 8 ha, dán bài nè. Bài nó là 41 ha. hoành là 21. Cái này cô chú anh chị ghép bo vô chợ bonsai rất là đẹp nha. Để của nó này, cây mã số 8 này em giao lưu giá 1,2 triệu ha. 1,2 triệu bao ship luôn. Mã số 9. Cao là 69 ha. Rồi. Tôi hoành luôn. Hoành là 14 ha. Rồi. Nôm quái luôn. Cái này để nôm rất đẹp ha. Cái mã số 9 này em giao lưu giá là 800 luôn ha. Số 9 800 bao ship luôn. Rồi, tiếp theo luôn anh. Mã số 10. Rồi, cái số 10. Lắc lượng ha. Cao là 61. Rồi. Hoành là 16 ha. Rồi, 16. Cây này lên sụt cám ha. Thân nó mọc lục cục ha. Nhâm nhem gì hết ha. Rồi, cây mã số 10 này em giao lưu giá là 900 luôn ha. Số 10 900 bao ship luôn. Số 11 ha. Dán bay ha. Bay. Cái cành to lực. Cây này bay rất đẹp ha. Cành đều luôn. Cao là bay nó là 88 ha. Rồi. Đến nôm củ nở. Hoành là 23. Rồi. Cây này là quá duyên luôn. Đế một nồi đế luôn. Cộng rất là lực ha. Cây mã số 11 này em giao lưu giá 2,2 triệu ha. Rồi, 2,2 triệu bao ship luôn. Số 12. Cao nó là 67 ha. Rồi. Thơm đẹp. Hoành là 19. Rồi. Rồi, cái này chỉ còn một chút xíu nữa là liền ha cô chú chị. Dạ. Chỉ một đầu ngón tay út nữa ha, đang liền ha. Để nôm luôn. Đó, để sổ xuống rất là đẹp ha. Cây mã số 12 này giao lưu giá 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, thế đâu anh. Số 13 lắc lượng viên dáng này, cành to lực. Cao là 77 ha. Rồi. Hoành là 21. Đây bộ đế của nó đây cô chú anh chị. Tử diện hết ha. Rất đẹp. Nào, có chân triệu luôn. Đây là đế cộng lực đúng ha. Cây mã số 13 này em giao lưu giá là 2 triệu ha. Rồi, 2 triệu. Bao ship bao sắm toàn quốc. Cây mã số 14 ha. Rồi, số 14. Cao nó là 94. Hoành thân là 23 ha. Dạ. Cây này uống cái gọng rất là đẹp ha. Đế lực luôn. Cộng đế này cả cầm tay luôn nha cô chú và chị. Ngoài rất là bự nha. Cây mã số 14 này em giao lưu giá là 2,1 triệu luôn. Rồi, 2,1 triệu. Bao ship toàn quốc ha. Rồi, cũng bao ship toàn quốc luôn. Số 15. Cao là 81 ha. Hoành là 20. Rồi, 20 hoành. Đây này, cây này cũng đế sổ nôm rất đẹp ha. Cây mã số 15 này em giao lưu giá 1,2 triệu ha. Rồi, 1,2 triệu bao ship luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây tiếp theo luôn anh. 16 ha. Rồi, số 16. Cao là 54. Lùng lực đúng chuẩn bonsai luôn ha. Hoành là 20. Rồi, 20 hoành. Để vip luôn ha. Đều uốn mặt luôn. Cây mã số 16 này em giao lưu giá là 1,1 triệu luôn ha. Rồi, 1,1 triệu. Bao ship bao sóng toàn quốc. Số 17. Rồi, số 17. Cao là 47 ha. Nhưng mấy cây này anh chị cũng chơi đổ, chơi bay gì cũng được ha. Hoành là 16,5 ha. Đây, mấy lên nu hết rồi. Cây mã số 17 này em giao lưu giá 1 triệu luôn ha. À, 17 1 triệu. Đấy đẹp luôn. 18. À, 18 đắt lượng nè. À. Ừ, cây này rất là quái quái ha. Cao là 45. À, cây lên gân luôn. Gân. Cây này rất là già cây ha. Hoành là 25 ha. Rồi. Nu luôn này. Ừ. Có chân chịu trước luôn ha cô chú anh chị. Thân dặn rất là đẹp ha. Quá duyên luôn. Rồi cây mã số 18 này em vô lưu giá 1 triệu 8 luôn ha. Rồi, 1 triệu 8 luôn. Bao ship toàn luôn. Quốc luôn. Đây đó. Cây mã số 19. Cao 65 ha. Rồi. Hoành là 24. Đây để cô chú anh chị. Cộng nào cộng to lực ha. Tay luôn ha. Cả cùng tay ha. Đây phía trước cũng có chân chịu nè. À, để đây cô chú anh chị. Để rất là lực ha. Cây mã số 19 em giao lưu giá 2 triệu 4 ha. À, 2 triệu 4. Bao ship toàn quốc luôn. Cây mã số 20. À, 20. Cao là 70 ha. Hoành là 25 ha. Rồi, 25. Rồi, cái này cũng bị lúa cỡ ngón tay ha cô chú anh chị. Ừ. Rồi em xử lý rồi ha, không sao ha. Chung em bán đẹp luôn. Có sao em nói vậy ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 20 này em vô lưu giá 1 triệu 9 luôn ha. Rồi, 1 triệu 9 luôn. 25 hoành ha. Mã số 21. Chiều cao là 84. À, cành đều to lực, lắc lượng duyên dáng luôn. Hoành là 23 ha. À, cái này cũng chỉ bằng chiếc đũa ha cô chú anh chị. Sắp liền ha. Sắp liền rồi ha. Đây để đây. Cộng nào cộng đấy rất là to ha. Cây mã số 21 này em giao lưu giá là 2 triệu 2 luôn ha. À, 2 triệu 2. Bao ship toàn quốc luôn. À, bao ship toàn quốc luôn. Cây mã số 22 ha. Cao là 76. Cái cành to lực lắc lượng duyên dáng nè. Hoành là 22 ha. 22. Cây này cũng lửa một xíu là gần liền ha cô chú anh chị. Đang liền luôn ha. Cái này chỉ nhẹ thôi. Cây mã số 22 này em giao lưu giá 1 triệu 7 ha. À, 1 triệu 7. Bao ship toàn quốc luôn. 23. 23. Lùng lực lắc lượng duyên dáng. Cao là 48 ha. Rồi. Hoành là 22. Cái này cũng lũa lưng ha của chú anh chị. Em làm keo xử lý rồi ha. Cây rất sung nha. Cây mã số 23 này em giao lưu giá là 1 triệu ha. Rồi, 1 triệu bao ship luôn. Cao là 105 ha. Rồi. Hoành là 19. Đây bộ đế của nó đây. Đấy đẹp luôn. À, mà trước có 2 cái chân chịu luôn ha. Cộng rất là to nha. Cái mã số 24 này em giao lưu giá là 1 triệu 6 ha. À, 1 triệu 6. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xe luôn anh. Số 25. Rồi, 25 lắc lượng. Thế quái ha. Cao là 43 ha. Cây này chơi đổ, chơi nói chung về cắt dán đổ là rất là đẹp ha. Hoành 22. Rồi, đây đẹp luôn. Cây này quá duyên luôn. Chơi dán đổ luôn cô chú anh chị. Vậy cô chú anh chị cắt ghép bo lại ha. Cây mã số 25 này em giao lưu giá là 1 triệu 3 luôn ha. 1 triệu 3 bao ship luôn. Bao ship toàn quốc cũng là cây cuối cùng của clip ha cô chú anh chị. Cuối clip em cũng mong cô chú anh chị xem kênh, ủng hộ kênh Tâm, ủng hộ em ha. Nếu xem được cây nào thì ủng hộ dùm em cây nấy. Rồi, dạ. Cảm ơn cô chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh Hoàng Tuấn nhiều ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hoàng Tuấn. Và bây giờ mình cũng tạm dừng tại đây nhé. Nhớ like, chia sẻ video để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.